Các bạn thân mến, khi nói đến năng lực quốc phòng và sức mạnh quân sự của Việt Nam, các nước lớn như Mỹ, Trung thường tỏ thái độ khinh khỉnh và cho rằng một quốc gia nhỏ bé như thế này không có cửa nào so sánh với mình khi đặt trên bàn cân. Nhưng đó chỉ là thì quá khứ mà thôi. Hiện tại khi nhắc đến lực lượng quân đội Việt Nam, mà cụ thể hơn là lữ đoàn tàu ngầm 189 của đất nước hình chữ S, hàng loạt những ông lớn kể trên đều phải dè chừng vài phần. Họ thậm chí còn cho rằng đây là một đội quân có sức mạnh không thể xem thường, với khả năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai không xa. Vậy rốt cuộc, lữ đoàn tàu ngầm của Việt Nam có gì đặc biệt mà lại khiến cho Mỹ Trung phải có cái nhìn khác về đất nước hình chữ S? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh. Vâng, theo Wikipedia, lữ đoàn tàu ngầm 189 là đơn vị trực thuộc binh chủng tàu ngầm, cũng như trực thuộc quân chủng Hải quân Việt Nam. Lực lượng này có nhiệm vụ tiêu diệt các loại tàu ngầm, tàu nổi và các phương tiện thủy lục khác của đối phương. Họ có thể hoạt động độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác theo đúng yêu cầu và nhiệm vụ đề ra. Ngoài ra thì lực lượng đặc biệt còn có khả năng trinh sát do thám các mục tiêu quân sự của đối phương bằng các thiết bị tác chiến điện tử, giải thủy lôi, ngăn cản hoạt động của các phương tiện vận hành trên đường biển hiện nay. Còn theo trang tin Hải quân Việt Nam Online cho biết, vào ngày 20 tháng 6 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành quyết định số 2180 thành lập Lữ đoàn tàu ngầm 189 trực thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam, đơn vị tàu ngầm cấp chiến dịch được trang bị các tàu ngầm Kilo 636. Hải đội tàu đảm bảo cùng hệ thống cơ sở bờ đồng bộ hiện đại. Lữ đoàn 189 có nhiệm vụ độc lập hoặc hiệp đồng với các đơn vị trong và ngoài quân chủng, triển khai tìm kiếm, phát hiện, bám sát và bất ngờ tiến công tiêu diệt các mục tiêu của địch. Việc thành lập Lữ đoàn 189 được xem là dấu mốc lịch sử quan trọng trong lộ trình xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện đại, bởi nó thể hiện sự quan tâm sâu sắc lẫn tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Mặc dù so với nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á, lữ đoàn tàu ngầm của Việt Nam được thành lập khá trễ, nhưng lực lượng này lại phát triển mạnh mẽ, thần tốc, khiến ai nấy cũng đều phải kinh ngạc. Nó khiến cho trang tin Forbes uy tín hàng đầu Hoa Kỳ phải thốt lên rằng Việt Nam là quốc gia sở hữu biên đội tàu ngầm mạnh nhất Đông Nam Á hiện nay. Lý do được Forbes đưa ra là vì trong khi mà các lực lượng hải quân của Indonesia, Singapore và Malaysia chỉ được trang bị từ 2 đến 6 con tàu ngầm cũ kỹ, thì lữ đoàn của Việt Nam lại nắm giữ trong tay đến 6 tàu ngầm lớp Kilo tiên tiến bậc nhất của Nga. Nó được mệnh danh là hố đen đại dương khi có khả năng ẩn náu sâu dưới biển và tấn công âm thầm mà kẻ địch không thể nào phát hiện ra. Cụ thể hơn là trang tin online VN Express của Việt Nam cho biết, vào tháng 12 năm 2009, Việt Nam lần đầu tiên ký hợp đồng đặt mua từ Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo trị giá 2 tỷ đô la trong dự án 636 Vashayanka. Ngoài đóng tàu thì hợp đồng trên còn bao gồm gói huấn luyện thủy thủ, gói cung cấp thiết bị và kỹ thuật hiện đại cho Việt Nam. Theo đó, tàu ngầm Kilo nhanh chóng được chế tạo tại nhà máy Admiralty Verfi, St. Petersburg, một trong những cơ sở đóng tàu lâu đời nhất của Nga. Đến ngày 25 tháng 8 năm 2010, chiếc đầu tiên được hợp đồng, được khởi đóng và hạ thủy sau đó 2 năm. Và từ khi hạ thủy thì nó đã thực hiện hơn 100 lần thử nghiệm lặn tại những độ sâu khác nhau với kết quả trả về đều đạt và vượt yêu cầu đề ra. 5 con tàu tiếp theo được khởi đóng và hạ thủy trong vòng 4 năm sau đó. Trong đó thì chiếc thứ 6 được cắt thép đóng vào ngày 28 tháng 5 năm 2014 và hạ thủy vào ngày 28 tháng 9 năm 2015. Ngay khi nhận bàn giao thì Việt Nam đã đặt tên cho 6 con tàu kể trên theo tên các thành phố lớn trong nước là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa, Vũng Tàu. Chúng được đưa vào biên chế của lữ đoàn tàu ngầm 189 để triển khai tác chiến bờ xa. Từ đây, sức mạnh của lữ đoàn tàu ngầm Việt Nam được nâng tầm đáng kể, bởi vì Kilo là loại tàu chiến được trang bị lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel điện thuộc hệ thứ 3 tiên tiến bậc nhất thế giới hiện nay. Mỗi chiếc tàu ngầm Kilo đều được sản xuất với chiều dài gần 74m, rộng 10m, có lượng giãn nước là 3.100 tấn. Tàu có tốc độ di chuyển khoảng 20 hải lý một giờ và có thể lặn sâu tối đa là 300m để hoạt động độc lập 45 ngày đêm.
cùng với các thủy thủ đoàn 52 người kèm theo. Trên tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính là 533mm, song vũ khí uy lực nhất đó là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Kalab S, bao gồm ít nhất là 5 mẫu tên lửa khác nhau được tích hợp bên trong, chúng giúp cho tàu ngầm dễ dàng lựa chọn được loại vũ khí phù hợp trong quá trình tác chiến trên vùng biển bao la. Ngoài ra, tàu ngầm Kilo 636 còn vận hành tốt trong vùng biển Đông, có khả năng di chuyển mượt mà ở gần khu vực đáy biển hơn các loại tàu ngầm tấn công khác. Nó có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm hiệu quả trước các mục tiêu nhờ công nghệ hiện đại giúp giảm đáng kể độ ồn cho lớp Kilo mà tàu ngầm của Nga có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị thủy âm hiện đại. Nó có thể ẩn mình tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị phát hiện ra. Vậy nên Mỹ luôn tỏ ra dè chừng trước sức mạnh của tàu ngầm Kilo nói riêng và cả lữ đoàn hải quân Việt Nam nói chung. Còn trong khi đó, Trung Quốc dù rất muốn đè bẹp Việt Nam trên Biển Đông, nhưng cũng không thể nào không rén trước uy lực của món hàng nóng mà đối thủ đang nắm giữ trong tay. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải biết rằng, sức mạnh của lữ đoàn tàu ngầm Việt Nam không chỉ có bấy nhiêu đó. Ngoài những con tàu chiến hiện đại ra, lực lượng Hải quân Việt Nam còn sở hữu đội ngũ thủy thủ đoàn gồm các chiến sĩ tinh nhuệ được đào tạo bài bản chính quy. Theo Đại tá Nguyễn Văn Quán, Lữ trưởng Lữ đoàn 189 cho biết, để khai thác làm chủ tàu ngầm Kilo 636, các thủy thủ đều phải trải qua quá trình tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo bài bản khoa học. Kết thúc một năm huấn luyện trong nước, đoàn thủy thủ tàu ngầm có kiến thức và sức khỏe tốt, tiếp tục được gửi đi đào tạo tại Cộng hòa Liên bang Nga trong thời gian 19 tháng. Tại đây, mọi người sẽ chủ động khắc phục những khó khăn về ngôn ngữ, môi trường và khí hậu để hoàn thành tốt khóa huấn luyện thủy thủ tàu ngầm vô cùng khó khăn. Ngoài ra thì có một điều quan trọng nữa là môi trường làm việc trong tàu ngầm của các thủy thủ mang tính đặc thù cao, nơi đây có nồng độ oxy thấp nhưng có nồng độ các khí độc hại như là CO, CO2, N2 và H2 xả thải khá cao với từ trường tỏa ra từ trang thiết bị là không hề nhỏ. Vì vậy, chỉ những thủy thủ nào có sức khỏe tốt, có bản lĩnh vững vàng, trình độ chuyên môn cao và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao mới vượt qua được các bài kiểm tra gắt gao, sau đó thì họ mới được giao nhiệm vụ thiêng liêng từ Bộ Chỉ huy. Cùng với công tác tuyển chọn, huấn luyện và trọng dụng nhân tài đúng đắn kể trên, các thế hệ cán bộ, thủy thủ thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã phát huy được năng lực, sức mạnh của mình. Họ đã cùng nhau vun đắp nên truyền thống, đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng. Sau 11 năm được xây dựng và trưởng thành mạnh mẽ, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, quê hương. Đến đây có thể nói là Lữ đoàn tàu ngầm 189 nói riêng và binh chủng tàu ngầm của Việt Nam nói chung hội tụ đầy đủ các yếu tố quan trọng để trở thành một lực lượng đáng gờm trong ngoài khu vực. Nó đã mang đến cho lực lượng Hải quân Việt Nam khả năng tấn công và phòng thủ hiệu quả trước những kẻ thù muốn xâm phạm chủ quyền biển đảo nước nhà. Nhưng Việt Nam cũng đừng vội vui mừng quá sớm. Bởi vì so với Trung Quốc và Hoa Kỳ thì sức mạnh hải quân của đất nước hình chữ S vẫn còn kém xa vài bậc. Vậy nên Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa công tác huấn luyện, đào tạo cho các thủy thủ đoàn, đồng thời đầu tư đúng mức các trang thiết bị hiện đại cho lữ đoàn tàu ngầm hiện nay. Chỉ có như thế, sức mạnh hải quân Việt Nam mới không bị thụt lùi và ngày càng phát triển đi lên. Các bạn thân mến, suốt nhiều năm qua, Trung Quốc không ngừng phô trương sức mạnh trên Biển Đông để đe nẹt và chiếm giữ thật nhiều bãi đảo của quốc gia khác, trong đó bao gồm có cả Việt Nam. Nhưng khác với các nước còn lại, Việt Nam chưa bao giờ tỏ thái độ nhún nhường hay thỏa hiệp vì e sợ Hoa Lục hung hăng lạm quyền. Thay vào đó, Việt Nam luôn thể hiện ý chí kiên cường trong việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ bằng cách tăng cường sức mạnh tự thân của mình trên vùng biển giàu tiềm năng này. Vì vậy, Việt Nam đã không ngại tốn kém, chi tiền tấn để mua sắm các loại vũ khí, khí tài hiện đại cho lực lượng cảnh sát biển làm nhiệm vụ tuần tra giám sát của mình. Và vừa qua, các quốc gia Đông Nam Á nói riêng và cả thế giới nói chung đã được chứng kiến sức mạnh thực sự của đội quân dũng mãnh ấy. Nó khiến cho ai nấy đều phải choáng ngợp, để rồi đành ngậm ngùi khi nhìn lại chính mình. Vậy thì chi tiết ra sao, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày nhé. Các bạn thân mến, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát biển toàn cầu lần thứ 12 đã được diễn ra tại Hải Phòng. Nó thu hút hơn 70 đại biểu đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Và tất nhiên là trong đó thì không thể nào thiếu được sự góp mặt của các nước nằm trong khối ASEAN đoàn kết.
Sở dĩ sự kiện kể trên thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nước là bởi vì tính cấp thiết mà nó mang đến cho thời buổi hiện nay, khi mà vấn đề an ninh hàng hải đang trở thành vấn đề nóng hổi trước sự bành trướng và ngang ngược của Trung Quốc trên vùng Biển Đông rộng lớn hàng đầu. Ngoài ra thì Hội nghị Cảnh sát biển toàn cầu lần thứ 12 còn hấp dẫn được các đại biểu gần xa nhờ vào uy tín của nước chủ nhà tổ chức. Đó chính là Việt Nam, người rất có tiếng nói trong các vấn đề quốc tế như là tăng cường bảo vệ an ninh hàng hải và đẩy mạnh hợp tác toàn cầu để chủ động giải quyết mọi thách thức chung cho các quốc gia trong ngoài vùng. Nó không chỉ được thể hiện qua lời nói mà còn được thể hiện qua cách mà Việt Nam ta mạnh tay đầu tư vào lực lượng cảnh sát biển của mình để tạo lòng tin vững chắc trước các nước bạn. Theo đó, các nước có mặt tại hội nghị, đặc biệt là các nước nằm trong khối ASEAN, đã có dịp được chứng kiến một lực lượng cảnh sát biển hùng hậu, được trang bị đầy đủ các loại vũ khí và khí tài hiện đại đến nước chủ nhà. Và đi sâu vào chi tiết thì lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam hiện có tổng quân số là đến gần 40.000 người. Cả đội được trang bị hơn 100 tàu chiến các loại, trong đó có nhiều loại tàu chiến hiện đại như là tàu tuần tra cao tốc lớp 4.000 tấn, được trang bị hệ thống vũ khí khí tài tiên tiến, bao gồm pháo hạm tên lửa phòng không và cả tên lửa chống hạm ngư lôi. Tàu hộ vệ lớp 1.500 tấn là loại tàu chiến hộ vệ được trang bị pháo hạm, tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm có tầm ngắm chuẩn xác vô cùng. Tàu ngầm lớp Kilo của Nga được trang bị hệ thống vũ khí khí tài có khả năng tấn công chuẩn không cần phải chỉnh như là ngư lôi và tên lửa chống hạm xa bờ. Còn trong khi đó, lực lượng cảnh sát biển Philippines chỉ có tổng quân số là khoảng 20.000 người với hơn 70 tàu chiến các loại. Malaysia có tổng quân số là khoảng 15.000 người với 60 con tàu có tải trọng nhẹ hơn Việt Nam rất nhiều. Điều này cho thấy được một thực tế rất là rõ ràng rằng lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam có quy mô chiến đấu lớn gấp nhiều lần so với nước bạn. Nhưng mà điều quan trọng hơn là đội quân thiện chiến còn có đầy đủ hàng nóng trong tay để hoàn thành tốt nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cụ thể hơn là chính Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết tại lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhì của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam rằng từ một cơ quan cấp cục trực thuộc Quân chủng Hải quân, Cục Cảnh sát biển đã phát triển thành một bộ tư lệnh cảnh sát biển với hơn 20 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc sau 25 năm thành lập. Tất cả các đơn vị đều được biên chế nhiều tàu, xuồng và máy bay tuần tra, thám biển hiện đại. Và điều này giúp cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam giờ đây không chỉ đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn cho các vùng biển đảo, mà còn đủ sức tuần tra kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa 200 hải lý và hợp tác tìm kiếm cứu nạn ở những vùng biển xa trên 200 hải lý một cách kịp thời. Vậy nên, suốt thời gian qua, sự hiện diện thường xuyên của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trên các vùng biển đảo của Tổ quốc đã trở thành niềm tin, điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền lãnh thổ, đồng thời mang đến nền tảng vững chắc cho các quốc gia khác thực thi pháp luật trên vùng lãnh hải nước mình. Minh chứng là kể từ khi thành lập đến nay, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã từng triệt hạ thành công nhiều nhóm cướp biển có vũ trang nguy hiểm. Chúng bao gồm cả nhóm hải tặc manh động từng khiến cho hai nước Sinh Mã phải vô cùng đau đầu. Sự kiện trên bắt đầu vào năm 2015 khi mà tàu chở hóa chất Jarifa của Malaysia đang trên hành trình di chuyển của mình thì bỗng dưng bị mất tích tại tọa độ 9 độ 21 phút 58 vĩ Bắc và 109 độ 26 phút 49 kinh Đông vào lúc 10 giờ 6 phút ngày 19 tháng 11. Nơi đây, cách khu vực Nam Đông Nam của Vũng Tàu khoảng 110 hải lý, tức là chỉ tầm 204 km. Và ngay sau đó thì Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam hiện nay đã nhận được điện khẩn từ Trung tâm Thông báo Cướp Biển của Cục Hàng không Quốc tế tại Kuala Lumpur, Malaysia. Họ đã nhờ nước bạn hỗ trợ cấp tốc để xử lý nhanh vụ việc này, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả. Việt Nam đã nhanh chóng huy động và triển khai lực lượng cảnh sát biển càn quét các khu vực khả nghi và kết quả là các chiến sĩ quả cảm đã tóm gọn 11 đối tượng tham gia vụ cướp tàu Jarifa và chuyển giao cho Indonesia xử lý ngay tức thì. Và ngoài ra thì đội quân hùng hậu ấy còn nhiều lần cứu sống vô số ngư dân gặp nạn trên biển, giúp giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất. Chẳng hạn như là vụ cứu 5 ngư dân và một trẻ em trên tàu cá bị phá nước tại Côn Đảo cách nay hơn 10 năm. Hay là mới đây nhất là lực lượng này cũng đã cứu vớt nhiều nạn nhân lên bờ biển Tây Nam, đồng thời giúp đỡ các ngư dân nước bạn thoát khỏi cửa tử trên vùng biển giáp danh với nước mình. Nhưng có lẽ, điều đặc biệt nhất là đội cảnh sát biển Việt Nam cùng với ngư dân trong nước luôn đoàn kết một lòng, bám giữ biển khơi để giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.
Rất nhiều lần họ đã chạm mặt với tàu hải cảnh Trung Quốc nhưng chưa bao giờ tỏ ra nhún nhường hay nao núng chút nào. Thay vào đó, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã thẳng tay phun vòi rồng và tấn công trực diện tàu của kẻ địch khi mà nó muốn đi vào vùng lãnh hải trực thuộc quyền sở hữu nước nhà. Và gần đây nhất là sự kiện hàng trăm tàu cá và tàu cảnh sát biển treo cờ đỏ sao vàng vây quanh tàu Trung Quốc khi mà nó có ý định tấn công khu vực lắp đặt giàn khoan tại vùng biển tư chính Việt Nam. Và kết quả là họ đã khiến cho kẻ địch phải sợ hãi và rút lui ngay sau vài giờ. Còn trong hợp tác quốc tế, đội cảnh sát biển của đất nước hình chữ S cũng đẩy mạnh triển khai các buổi tập trận chung trên vùng biển cùng với những quốc gia nằm trong khối ASEAN và với cả những quốc gia có cùng chung chí hướng khác. Đôi bên đã tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong việc gìn giữ an ninh biển hướng đến mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước nhà. Theo đó, Phó Đô đốc Shiraishi Masami, kiêm Phó Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản từng khẳng định rằng Cảnh sát biển Việt Nam là một đối tác rất quan trọng trong lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nói riêng và của tất cả các quốc gia khác nói chung. Đồng quan điểm trên, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền an ninh và sự ổn định trên biển. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của họ trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ không có gì có thể cản phá nổi. Nhờ vậy mà đội quân này đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và thể hiện được quyết tâm của nước nhà trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo vẹn toàn. Nói tóm lại, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam là một đội quân dũng mãnh, được trang bị đầy đủ nguồn nhân vật lực hùng hậu. Nhờ vậy mà lực lượng này đã và đang sở hữu được sức mạnh vượt trội để thực thi tốt các nhiệm vụ trên biển của mình như bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh hải, giữ gìn ổn định thịnh vượng của vùng biển giàu tiềm năng và tăng cường hợp tác quốc tế trong các vấn đề biển đảo mang tầm chiến lược toàn cầu.